Đây là cái gói hàng mình mới nhận được. Một cái cục sạc dự phòng dung lượng 20.000 mAh, có chức năng sạc nhanh. W, hỗ trợ công nghệ Power Delivery của dành cho các thiết bị iPhone, iPad. Tối đa là 5A. Và Quick Charge 3.0. Ký hiệu này là thiết bị này sẽ an toàn khi chúng ta sử dụng trên máy bay nha. Thiết bị này mình thấy là giá rất là Vivan, một thương hiệu rất là mới. Mình thấy là giá nó rất là bình dân, 20.000 mAh, nhưng mà giá của nó chỉ khoảng 300 mấy thôi. Nếu mà canh đợt sale thì có thể 300. Giá rất là mềm, thích hợp để chúng ta sử dụng. Bây giờ mình sẽ khui nó ra. Nó có cái siêu niêm phong nè. Thì trong cái đợt này, khuyến mãi vừa rồi thì mình mua cái cục sạc dự phòng, thì nó tặng thêm một cho mình một cái cáp chỉnh Lightning dài 1 mét, cáp đầu chữ L có thể để chúng ta thuận tiện khi vừa sạc vừa chơi game, gaming data cáp. Rồi mình sẽ khui cái hộp này sau nha. Bây giờ mình sẽ khui cái hộp sạc dự phòng trước. Đây là cái cục sạc của chúng ta. Có màn hình LED để báo dung lượng pin. Nó có hai cổng USB-A, một cổng Type-C và một cổng micro USB. Nó có thêm một cổng Lightning nữa nè. Lightning là cổng in, micro cũng là cổng in, cổng Type-C là vừa in vừa out luôn. USB-A là chỉ là out thôi. Đây là tên của nó. Model là VB-B. V, B phở, B bò, gạch thắt. V, B phở, B bò, gạch thắt 20S. Đây là không tin. Cục sạc khá là nặng. Bây giờ mình sẽ bây giờ mình không có máy ở đây rồi, mình sẽ test sạc nhanh cho các bạn sao vậy. Để chút nữa mình sẽ test và mình sẽ test sạc nhanh và mình sẽ chèn cái video đó vào sau nha. Nó có tặng kèm cho mình một cái cổng cáp USB-A
Tsutaisi, cộng cáp khoảng 5-60cm. Để mình đo luôn. 20-40, vậy là 60. Cộng cáp có chiều dài 60. Rồi mình sẽ để nó qua một bên nè. Bây giờ mình sẽ khui thử cái cọng cáp mình đã tặng theo cho mình nè, tặng kèm cho mình nè. Cáp có chiều dài là 1 mét. Mình nghĩ thì cái cọng cáp này chất lượng chắc cũng không có tốt lắm đâu. Nhưng mà cái như mình nhìn cái đầu cái cổng, cái chỗ sắt tiếp xúc này thì mình thấy nó khá là sắc sảo. Rồi mình sẽ sử dụng và sẽ có những cái bình luận sau nha. Rồi chào mọi người. Bye bye. Nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người. Ở đây mình có một cục sạc Vivan, sạc nhanh Vivan 10.000 và một cục sạc nhanh Vivan 20.000. Mọi người có thể xem nha. Chiều dài nó cũng ngang nhau. Độ dày thì chắc là dày hơn gần gấp đôi. Nó cũng có cổng sạc, có cái cục 10.000 thì nó không có cổng lightning, còn cái cục 20.000 thì nó có luôn cổng lightning và cổng USB-A, nó có hai cái. Ở đây thì một cái cổng nó có màu xanh, tức là ký hiệu của quýt chẹt của Microsoft, Qualcomm quýt chẹt. Đây là cổng Type-C hỗ trợ sạc nhanh Power Delivery. Còn ở đây thì cái cổng lightning của nó nằm ở đây. Có màn hình LED rất là thuận tiện. V, B, B phở, B bò, M mừ. Ký hiệu an toàn bay. Rồi chào mọi người.